Nghĩ gì xã hội Nghĩ gì tất, tất cả chúng sanh Thế gian này Người đáng thương quá nhiều rồi Họ tại sao đáng thương như vậy Không có người dạy họ không biết hành thiện không biết tích đức nhân ái cảm thọ quả báo tuy được thân người nhưng y thực thường xuyên không đầy đủ chúng ta nhìn thấy rồi phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ ừ. khi thích cao ni phật còn tại thế không những chính bản thân ngài học trò thông thường của ngài không phải không thể sống đời sống sung túc một chút Ngài có thể làm được Làm rất dễ dàng Ngài xuất thân là dương tự Quốc dương đại thần Là hậu pháp của Ngài Vì mặt vật chất Muốn hưởng thụ kiểu nào đối với ngài mà nói đều không phải là gì khó khăn tại vì sao phải đi xin ăn vậy tại vì sao phải sống đời sống bận hạn như vậy không có gì khác chẳng qua là muốn tiết kiệm một miếng cơm để chia sẻ cho những người khác không có cơm ăn giúp đỡ họ Ngài có phải thật sự có thể giúp được hay không? Xin thưa chứ các vị Thật sự có thể giúp được Giảm bớt thọ dụng vật chất của mình Giúp đỡ những người thiếu hụt đó Cái tâm này Chúng ta không có Thì hạnh Bồ Tát kia Đương Đó nhiên là không thể được rồi Trước tiên phải có cái tâm này Cái tâm này là tâm thuần thiện Hạnh thuần thiện Cho nên cảm động Lòng thiên thiện thần Đều hậu trì ở trong đời sống giáo hóa chúng sanh mới có thể thu được hiệu quả chúng ta học phật phải bắt đầu học từ chỗ này phải có công phu chân thật Chúng ta ngày nay Sự thọ dụng về mặt vật chất Lấy ăn uống mà nói Ba bữa cơm vẫn không no Còn phải ăn giặt thêm để bổ sung Đây là nguyên nhân gì vậy? Cái thân thể này chính là thân nghiệp chướng Tâm có nghiệp chướng thân cũng có nghiệp chướng ăn uống đối với mạng sống của một người mà nói điều quan trọng nhất mạng sống của chúng ta thân thể là một bộ máy cái bộ máy này không ngừng đang hoạt động hoạt động cần có năng lực bổ sung ăn uống là bổ sung năng lượng người nghiệp chướng rất nặng lượng tiêu hao thật lớn bổ sung ít họ sẽ bị bệnh họ sẽ không thể làm việc, lượng tiêu Đó hao ít, họ làm việc vẫn bình thường, sự tiêu hao nguồn năng lượng, rốt cuộc tiêu hao ở chỗ nào vậy? người học Phật biết. Trên 90% Có lẽ toàn bộ Có thể đạt đến 95% Tiêu hao vào trong vọng niệm Chúng ta thường nói Nghĩ ngợi lung tung Người tu hành Tâm địa luôn thanh tịnh hơn So với đại chúng xã hội thông thường vọng niệm ít vọng niệm ít thì lượng tiêu hao ít cho nên họ bổ sung sẽ ít hơn thế tôn thì hiện vì người sơ học của chúng ta vậy chúng ta đem tất cả lo âu nhớ tưởng những sự việc phiền muộn này buông xuống bởi vì đó đều là việc không cần thiết thân tâm của bạn khỏe mạnh lượng tiêu hao của bạn sẽ dần dần giảm bớt cho nên một ngày một bữa ăn là đủ rồi một bữa này không ăn cũng không sao cả cũng vẫn là hoạt động như thường đây là chân tướng sự thật cho nên chúng ta ở trong kinh nhìn thấy a la la tâm vô cùng thanh tịnh Vọng tưởng tạp niệm hầu như không còn Sự bổ sung năng lượng của họ Là một tuần đi ăn một lần Cũng chính là một tuần ăn một bữa Học một bữa đó là đủ một tuần rồi Thành phần dinh dưỡng đó đủ rồi Bích chi Phật Định công sâu hơn tâm còn thanh tịnh hơn so với a la hán nửa tháng đi bác một lần hai tuần ăn một bữa họ đủ rồi nói thật ra phật giả pháp thân đại sĩ các ngài có cần ăn uống hay không không cần thiết có thể hoàn toàn đoạn hết rồi Phật đã ở đời là thị hiện làm tấm gương cho chúng ta thấy. Nếu như ở trong cái thân phận đó của ngài, ngài có thể hoàn toàn đoạn hết phàm phu chúng ta thấy rồi không thể làm được. Như thế thì có nguy không? Cho nên nói với người tu hành chúng ta, mỗi ngày ăn một bữa là no đủ rồi. Tu tâm thanh tịnh Quan trọng Thiền duyệt di thực Pháp hỷ sung mãn Dùng thiền duyệt Dùng pháp hỷ Để bồi dưỡng thân thể của bạn Dùng tâm thanh tịnh đây là tiêu hao năng lượng ít nhất Đây đều là công phu Ở trên pháp hành Cái công phu này Phải rèn luyện trong đời sống thường ngày Luyện tâm thanh tịnh Luyện hạnh thanh tịnh tâm thanh tịnh hạnh thanh tịnh không có gì khác buông xuống mà thôi việc không liên quan phải buông xuống ý nghĩ không liên quan phải buông xuống, phải buông xuống. thường xuyên giữ chánh niệm hiện tiền chánh niệm chính là niệm phật Trong 12 giờ Từng giấy từng phút Ở trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu Đây là chánh niệm Tất cả chúng sanh Không biết được sự thuộc thắng của Phật Pháp Không biết được lợi ích của niệm Phật Chúng ta dùng phương tiện thiện, thiện xảo Giúp đỡ họ Khiến họ biết lợi ích của niệm Phật Cũng có thể Học tập Nói theo chúng ta niệm Phật Việc mà Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh Không thể nói hết nhưng mà chỉ có một mục đích cuối cùng khuyên nhủ hướng dẫn họ niệm phật cái mục đích này là mục đích thuần chánh ngoài điều đó ra không có mục đích gì khác cho nên đối nhân sự thế tiếp vật bạn phải từ bi phải khoan hồng độ lượng phải nhận thức đại thể dứt khoát không được thuận theo lòng ham muốn của mình thuận theo lòng ham muốn của mình chính là thuận theo phiền não bạn sẽ làm sai sự việc Nhà Phật nói Bạn sẽ tạo nghiệp Công phu sơ bộ thường ngày Chúng ta phải đem thị phi Nhân ngã à, Làm tan nhạc hết Đoạn không dễ dàng Trước tiên xem nó nhạc bớt Nhất là khen chê Gặp phải Người khác phỉ bán Hoặc giả là Có người tán thán về bạn Khen chê Không đồng tâm Thì tâm bạn Dần dần sẽ thanh tịnh việc không cần thiết Thì không cần thiết biết đến Người không cần thiết Tiếp cận thì không cần biết Cậu nhân nói hay Biết nhiều việc quá Thêm phiền não Quen biết nhiều người Lắm thị phi Phiền não nhiều thì phi nhiều Tâm của bạn sao có thể thanh tịnh được Tâm bạn không thanh tịnh Thì tình nghiệp của bạn sẽ không thể thành tựu Điều mà Chúng ta mong cầu là Thế giới Tây Phương cực lạc Gần gũi A-di-đà Phật sớm một ngày Điều kiện duy nhất dẫn sanh thế giới Tây Phương cực lạc là Tâm tình thì Phật độ tịnh Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này Hiệu quả chỗ nào vậy? Là dùng một câu Phật hiệu này Để dẹp hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn Ở trong tâm vừa có tạp niệm Thì A-di-đà Phật đề khởi lên Tạp niệm sẽ buông xuống rồi Thật sự trong 12 giờ Chỉ có một câu Phật hiệu Vọng tưởng tạp niệm không khởi lên được Là công phu của bạn thành tựu Bạn giảng sanh sẽ có phần nắm chắc Bạn đã cảm ứng đạo giao với A-di-đạo Phật một mặt niệm phật mà dòng niệm không đoạn thì đương nhiên công phu không đắc lực. Có người hỏi học giáo cũng phân tâm rồi, có phải là tạp niệm hay không? Học giáo nếu gì danh vọng lợi dưỡng của mình là tạp niệm học giáo là để làm tràn trở phật pháp phổ độ chúng sanh đó là chánh niệm từ đó cho thấy ta không phải vì bản thân ta vì chúng sanh phá mê khai ngộ đây chính là chánh niệm hiện tiền. Nếu như gì danh dòng lợi dưỡng của mình, đó là ý nghĩ luân hồi và kiến thuyết pháp vẫn là tạo nghiệp luân hồi, thì nghiệp ở trong nghiệp luân hồi. Thì quả báo ở ba đường thiện Nếu như tâm nhân lợi quá nặng Thì có lẽ ba đường thiện Cũng không có phần Thì đi gì đâu vậy Đi hưởng phước ở trong đường ác rồi Tóm lại Hoằng pháp lợi sanh là tu phước Coi trọng danh vọng lợi dưỡng của mình Quá mức Chạy theo sự hưởng thụ ngũ dục lục trần Thì hưởng phước trong đường xuất sanh Hưởng phước trong đường ngạ quỷ Cái điển hình này quá nhiều rồi Nhiều không kể xiết Các vị thử nghĩ ăn thế cao Năm xưa bạn học của ông Long Dương ở Hồ Đồng Đình Ở cõi xúc xanh là thân rắn Ông tạo nghiệp gì Ông là người xuất gia thông hiểu kinh điển, ưa ừ thích bố thí, đạo lý Phật pháp thông đạt lại ưa thích bố thí, tự tư tự lợi chưa buông bỏ, đi bác đi được một bữa cơm này có lẽ không được ngon lắm, không đúng như ý của mình, Trong tâm không thoải mái Liền tạo cái nghiệp như vậy Đó sao đọa làm thân xúc sanh Xúc sanh phước báo lớn Ông thông hiểu kinh điển Ông có trí tuệ cho nên đọa vào thân xúc sanh làm long dương rất linh Linh là ông có trí tuệ Phước báo rất lớn Tín đồ trong vòng một ngàn dặm Đều đi cúng bái ông Đều đi cúng dường ông Phước Ông ưa thích bố thí Khổ không nói ra lời Đi làm Long Dương Ăn thế cao đi độ ông Giảng kinh thuyết pháp cho ông Khuyên ông quay đầu là bờ Ở trong anh thấy cao truyện ký Viết rất rõ ràng Hơi một chút bất như ý Không thỏa mãn Hiểu rõ kinh điển Ưa bố thí vẫn phải đọa tam đồ Chúng ta ngày đại kinh cũng không rõ Cũng không ưa bố thí Vẫn giữ lớn hơn ông nhiều bạn tương lai đi về đường nào Chẳng phải rất rõ ràng rất minh bạch sao Bạn chắc chắn không bằng ông Cho nên thử nghĩ xem Những sự việc này Mới thật sự đáng sợ Biết đáng sợ liền bấy đầu rồi Là không dám khởi niệm ác Không dám có hành vi ác Cho nên truyền ký Đọc nhiều sẽ có lợi ích Có thể từng giây từng phút Cảnh tỉnh sách tấn chúng ta Khích lệ chúng ta Chào chứ gì đồng tu Chào mọi người Chánh kỹ hóa nhân ứng dụng vào trong đời sống hành trì sự tướng đa dạng không sao kể xiết ở trong tiểu chú đã nêu ra mấy thí dụ cho chúng ta rất đáng để chúng ta học tập Ông nói Thanh quý dùng Nhân quý đoán Hai câu nói này Chúng ta là luôn luôn lơ là Sự khác nhau lớn nhất Giữa người học Phật Với người thế gian Chính là thanh cao Ngàn ngữ gọi là Thanh bận trọng phú Điều này đều là Danh ngôn Từ ngàn xưa Nhưng mà người thành cao Điều quan trọng Là phải bao dung Phải có độ lượng Ở trong Phật Pháp Rõ ràng Thế Tôn Là người thể hiện Sự thánh cao Vô sông Khiến người kính ngưỡng Mà Phật giáo dạy người Cũng là đem sự việc này Xếp vào môn học đầu tiên trong dạy học Chúng ta Đến am đường tự nhiên Thông thường Công trình kiến trúc của nhà Phật Công trình kiến trúc đầu tiên Chính là Điện Thiên Dương chúng ta thông thường gọi là thần hộ pháp cũng có thể nói thông suốt ngay chính giữa điện Thiên Dương người được cúng dường là Bồ Tát Di Lặc người Trung Quốc tạo tượng Bồ Tát Di Lặc đều lấy hòa thượng bố đại hòa thượng bố đại xuất hiện ở trung quốc vào thời nam tống các vị có lẽ đều hiểu rõ rồi nam tống có một vị đại tướng nhạc phi ngài là người cùng thời với nhạc phi xuất hiện tại huyện phùng hóa chiết giang khi ngài sắp đi nói cho mọi người biết ngài là bồ tát di lặc hóa thân đến không sai nói rồi liền đi ngay đây là thật nếu như nói rồi không đi đó là giả người đó không đáng tin hiện nay chúng ta nghe nói có rất nhiều pháp sư đại đức Nói họ là Phật gì đó Tái lại Bồ Tát tái lại Nói xong không đi Đây là không thể tin được Ngài nói liền đi ngay Cho nên Trung Quốc vì sao Tạo tượng Bồ Tát Di Lạc Liền tạo tượng của Ngài Cái tướng này của Ngài Rất đặc sắc Ý nghĩa biểu pháp Vô cùng rõ ràng Ngài có cái tướng Hoa Nghĩ Nên người ta gọi Ngài là Phật Hoa Nghĩ Tươi cười đón người Pháp hỷ sung mãn Cái đặc trưng biểu pháp thứ hai là Bụng Ngài rất lớn Biểu thị Có sức chứa Có thể bao dung Cho nên cậu đức Từ hình tượng của Ngài Đã đề ra tám chữ Hai câu Hai câu nói này Chính là dạy người sư học chúng ta Sinh tâm bình đẳng Hiện tướng hỷ duyệt hai câu nói này dạy người sơ học môn học đầu tiên cho nên nhất định phải có sức chứa phải bao dung tất cả không thể bao dung thì nhất định không thể học phật tại sao vậy phật pháp chúng ta hiện nay hiểu rõ ràng rồi hiểu sáng tỏ rồi phật pháp là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Đa nguyên nhân hóa điều quan trọng nhất chính là có thể bao dung. Không thể bao dung thì không thể bàn đến giáo dục đa nguyên nhân hóa. Cho nên đem bao dung đặt ở vị trí hàng đầu. Đây là điều chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Người học Phật Bất luận tại gia hay xuất gia Học Phật không có gì khác Nói thật ra chính là học cách Làm thế nào chung sống Hòa thuận với các quần thể Khác nhau Dân hóa khác nhau Tôn giáo tín ngưỡng khác nhau Là cái ý này Cho nên môn học đầu tiên này Chúng ta đều chưa làm cho rõ ràng Thì vậy sao Học Phật Thì có rất nhiều chướng ngại Mới cảm thấy rất nhiều khó khăn Câu thứ hai nói Nhân quý đoán Nhân là nhân từ Chỗ đáng quý Của nhân từ là quyết đoán Quyết đoán điều gì vậy thị phi thiện ác tạ chánh bạn phải có năng lực biện biệt đây mới là nhân từ chân chánh nhà phật thường nói từ bi đa hòa hại phương tiện xuất hạ lưu nhưng mà Nhà Phật lại nói Từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Nhưng mà Nhìn từ mặt trăng Thì từ bi đúng là Đa hòa hại Phương tiện xuất hạ lưu Đây là nguyên nhân gì vậy? Làm việc theo cảm tình Không có trí tuệ quyết đoán nếu như là sự quyết đoán của trí tuệ thì sự việc này có thể phòng ngừa phật pháp là nền giáo dục trí tuệ có trí tuệ chân thật mới có thể hòa hợp các quần thể khác nhau thì mới có thể khiến pháp thân khỏe mạnh Chúng ta nghĩ này Pháp thân này phạm vi quá lớn rồi Chúng ta đem nó thâu nhỏ lại Xã hội khỏe mạnh Cái này các gì dễ dàng thế hội Xã hội mọi người có thể chung sống hòa thuận Thì xã hội này khỏe mạnh Quốc gia khỏe mạnh Thế giới khỏe mạnh Phật Pháp dạy học Mục đích là ở chỗ này Đối với sự Nâng cao đức hạnh trí tuệ của cá nhân Phải đạt đến viên mãn Trí tuệ đức hạnh viên mãn Thì có tác dụng gì vậy? Chính là thế giới đại đồng Tất cả chúng sanh chung sống hòa thuận Tất cả chúng sanh này Không chỉ là tất cả nhân loại Còn bao gồm động vật Bao gồm thực vật Bao gồm đất đai Núi sông Đều có thể Chung sống hòa thuận Chúng ta dứt khoát Không nên cho rằng Động vật có tánh linh Thực vật không có tánh linh Khoáng vật cũng không có tánh linh nếu như cho rằng như vậy là sai rồi Thực vật cũng có tánh linh Khoáng vật vẫn có tánh linh Đá cũng có tánh linh Nếu như đá không có tánh linh Thì sinh công thuyết pháp Đá vô tri sao biết cật đầu Cho nên khoáng vật cũng có tánh linh Bạn muốn hỏi Tại sao nó có tánh linh vậy là cùng một pháp thân biến hiện ra Tánh linh của nó Với tánh linh của động vật chúng ta Thành thật mà nói Là không gì khác nhau Đúng như nhà Phật nói là Không tăng không giảm Động vật cũng hoàn toàn không có tăng tí nào thực vật khoáng vật cũng hoàn toàn không có giảm tí nào tánh linh là bình đẳng đây mới là chánh lý là chân lý người biết không nhiều chỉ có phật bồ tát biết ở trong Bồ Tát nhất là Pháp Thân Đại Sĩ, cho nên không đóng thuộc kinh sách, hiểu sâu nghĩa thú, thì những đạo lý lớn này rất ít người biết được. người phương tây có nói nhân loại không yêu quý trái đất tùy tiện chà đạp trái đất này cho nên trái đất phải trả thù đem lại cho chúng ta rất nhiều tai nạn lũ lụt động đất gió bão cái gọi là tai họa tự nhiên đây là chúng ta hiện nay gọi là một dạng trả thù của thực vật khoáng vật đối với động vật cho nên chúng ta không những phải yêu thương người yêu thương động vật mà thực vật khoáng vật mọi thứ đều phải yêu quý yêu thương với tâm bình đẳng thanh tịnh vậy là đúng rồi ở trong tu học Phật pháp cần nhận thức đại thể, cần chú ý đại thể. Cái gì là đại thể? Pháp giới chúng sanh là đại thể. Đây là chư Phật Như Lai pháp thân đại sĩ. các ngài luôn luôn quan tâm đến đối với người sơ học chúng ta mà nói xã hội an toàn là đại thể quốc gia giàu mạnh là đại thể thế giới hòa bình là đại thể Chúng ta khởi tâm đồng niệm Phải quan tâm đến đại thể Người biết đại thể Là có thể từ bỏ Tự tư, tự lợi Tình riêng của chúng ta Sở thích của cá nhân nếu như xảy ra xung đột Xảy ra mâu thuẫn với đại thể Thì nhất định Phải chăm lo cho đại thể Hy sinh bản thân Đây là điều Phật dạy cho chúng ta công lý và tình riêng đặc biệt phải biện biệt rõ ràng tuyệt đối không được theo tình riêng mà làm tổn hại công lý cái này đều là nguyên tắc lớn tiêu đề lớn Chúng ta không thể không quan tâm Không thể Không suy nghĩ nhiều một chút Còn về trong đời sống cổ thánh tiên hiền cũng vậy chúng ta một số nguyên tắc đối nhân sự thế cái gọi là khi rơi vào bận biệu càng cần phải thảnh thơi tại sao vậy bận mới không đến nổi loạn Dùng thảnh thơi Nhàn tản Để xử lý công việc Bề bộn Đây là sự biểu hiện Của trí tuệ cao độ Ở trong Phật Pháp gọi đó là Phương tiện thiện xảo Khi gặp phải tai nạn nguy cấp Tâm đặc biệt phải bình tĩnh Khi tai nạn nguy cấp Nếu như tâm cuốn cổ Nhất định sẽ tạo thêm rắc rối Cho nên khi rơi vào tai nạn nguy cấp phải dùng tâm bình tĩnh để xử lý đặc, đặc biệt là Người ừ, ở vào người địa vị lãnh đạo Đây là chúng ta biết Người ở địa vị lãnh đạo Thông minh hơn người bình thường Họ dẫn đầu Người dẫn đầu nếu như loạn thì người bên dưới này sẽ thấy đều loạn cả cho nên khi đứng trước tai nạn nguy cấp thì người dẫn đầu vô cùng trầm tĩnh vô cùng ổn định cái gọi là bình chân như dài khi không có việc gì phải thường xuyên phòng bị phải thường xuyên kiểm điểm khi hữu sự phải có tâm nhẫn nại phải có định tuệ chung sống giữa người với người chung sống giữa con người với thiên địa dạng vật nghĩ là đại bệnh ở trong kiến tư phiền não Năm loại tư hoặc Gồm tham sân si mạng thứ năm chính là nghi thông, thông thường hả? chúng ta giới thiệu những danh tướng này thì cái nghi đều là chỉ sự hoài nghi đối với thánh giáo đây là cái nghi lớn chướng ngại chúng ta khai ngộ chứa ngại ngài chúng ngài ta chứng quả nhưng mà nghi hoặc nhỏ cũng không được lơ là nghi hoặc nhỏ là gì vậy nghi, nghi ngờ đối với người giữa Lên người với lấy nhau, lấy ngờ lấy nhau lấy. nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao lấy. có thể chung sống tại có vì gì sao lại nghi ngờ lấy. vậy nói thật ra nghi ngờ phần lớn là bắt nguồn từ thành kiến của mình thành kiến của mình quá sâu chung sống như người khác cứ luôn nghi ngờ này nọ tâm lượng nhỏ hẹp Bồ, Bồ Tát gì chúng ta tha thứ cho lỗi lầm của người, tâm lượng của bạn Nói bao lớn có thể bao dung người khác thì cái phiền não này sẽ không còn nữa. Tâm lượng càng nhỏ hẹp thì tâm nghi càng nặng. Tâm nghi càng nặng sẽ không thể chung sống với người, nhất là người lãnh đạo. Người lãnh đạo tâm nghi nặng thì thuộc hạ của họ chắc chắn sẽ không có nhân tài họ nghi hoặc đố kỵ đối với nhân tài không dùng nhân tài thì dùng nô tài dùng người trí tuệ năng lực đều không bằng họ làm sao có thể xây dựng cơ đồ cho được người chân thật có thể nhẫn đại Thì dưới họ đều là nhân tài Chúng ta đọc sách xưa Đọc Quảng Trọng Quảng Trọng là một nhà chính trị lớn Tài ba vào thời xưa Giúp tề hoàng công Gọi là hợp chính nước chư hầu Thống nhất thiên hạ. Là giống hiện nay, cái gọi là bá chủ Liên Hiệp Quốc. Chư hậu đương thời đều tôn kính Tề Hoàng Công. Đều làm việc theo ý của Tề Hoàng Công. Đây là thành tựu của quan Trọng Chúng ta đọc sách quan Trọng Người mà ông dùng đều là nhân tài hạng nhất Năng lực của mỗi người Đều hơn hẳn ông Dường như bất kể là việc gì ở trong hành chánh không bằng người này, quản lý tài vụ không bằng người kia, trong dẫn chúng lại không bằng người khác, ông mọi thứ đều không bằng, ông là tể tướng. Đây chính là cái mà tiên sinh tôn trung sơn trước đây gọi là. cái mà người lãnh đạo cần là gì? cần quyền, họ cần quyền. những cán bộ này phía dưới phải có tài, dùng nhân tài, phát huy nhân tài, tuyệt đối không đố kỵ nhân tài. quan trọng làm được rồi. người lãnh đạo phải có sức chứa như vậy cho nên nhân tài thấy ông làm việc nhân tài bán mạng cho ông ở trong phật pháp nói bao nhiêu nhân tài này trong đời quá khứ đều có duyên với ông không có duyên ai thấy ông làm việc phật pháp nói nhân quả nói rất sâu thế pháp chỉ thấy bề ngoài không nói quá khứ phật pháp nói rất sâu đời quá khứ có duyên sâu với những người này kết thiện duyên cho nên kết duyên là quan trọng hơn hết kết thiện duyên tuyệt đối không kết ác duyên Phật dạy chúng ta, oan gia nên giải không nên kết. Oan gia đối đầu là trong đời quá khứ kết duyên bất thiện, để đến gặp rồi nên đem cái kết duyên này hóa giải. Nhất định phải biết hóa giải, dùng trí tuệ, dùng phương tiện thiện xảo. nói thật ra là dùng chân tâm thành ý tâm thương yêu vô tư vô điều kiện đi giúp đỡ người khác giúp đỡ những quan gia trái chủ này thì cái kết này dần dần hóa giải thôi quan gia trái chủ sẽ luôn luôn chạy vào nhà bạn Cái này chúng ta phải biết Không phải oan gia trái chủ Thì sẽ không tụ hội vào trong một nhà Cho nên chung sống với cha con người trong nhà Càng phải hiểu rõ cái đạo lý này Phải đem quán kết từ vô lượng kiếp đến nay Hóa giải đi Kết pháp duyên Đem tình duyên hóa giải Biến thành pháp duyên Vấn đề được giải quyết rồi Là có thể đạt được hạnh phúc mỹ mãn Gia đình hưng dượng Xã hội hài hòa Những lời giáo huấn này là vô cùng quý báu Chúng ta phải nhớ kỹ Phải học tập Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây a di đà Phật Cẩn dịch viên đạn cư sĩ Vọng tay cư sĩ Vọng tay cư sĩ A còng gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật